Trước khi vào nói cái pháp môn niệm Phật và trì giới trong văn sao thì có một điều này chúng tôi nhắc nhở đại chúng lưu tâm một chút. Cái việc mình tu hành đó thì thường chúng ta rớt vào hai cái thái cực này. Mới bắt đầu vào tu thì chúng ta rất là tinh tấn. Và thường một số các vị thì tiền bối, các vị trưởng lão, hòa thượng hay nói là nhất niên Phật đại tiền, tức là năm đầu mình tu, đi xuất gia cũng như Phật tử vào tu á, thì lúc nào cũng thấy Phật ở trong nhà mình hết, trước mặt mình hết. Do mình siêng năng niệm Phật, tinh tấn, không giải đãi. Nhưng mà nhị niên, tức là năm thứ hai là Phật ra ngoài hiên rồi. Phật ra ngoài hiên là Phật hơi xa mình chút ở đó, là do suy nghĩ cái chuyện này chuyện nọ, rồi tu thời gian rồi nó ngán quá, rồi nó chán quá, rồi thấy sao niệm Phật hoài chưa được cái gì, xong rồi mình sẽ sanh chán, rồi bắt đầu Phật ra ngoài hiên rồi. Mà năm thứ ba đó là tam niên là Phật thăng thiên, Phật về trời mất. Có đó là những cái danh từ nó vui vui một chút nhưng mà nó chính xác đó. Có một số những người bước đầu họ rất là tinh tấn, sau một thời gian cái họ ngán, họ chán, họ giải đãi. Đó là cái bản chất của con người trong cõi ta bà này là dễ chán. Dễ chán tức là thối chuyển. Còn con người ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, những vị về bên đó rồi đó, thì cái tâm họ là bất thối chuyển, họ không có chán. Còn con người mình rất dễ sanh ra chán. Để ý đi, ăn một món đó ăn hoài sẽ chán. Thì như vậy có một số những người bước đầu họ tinh tấn, sau giải đãi, sau rồi họ giải đãi rồi bắt đầu họ tinh tấn, rồi tinh tấn rồi họ giải đãi, nó cứ đảo qua đảo lại, không giữ được cái mức độ thăng bằng đều, gọi là trung đạo. Thì cái người mà giải đãi đó thì họ không có niềm vui trong Phật pháp, dẫu cho là tu sĩ xuất gia, tỳ kheo, rồi tỳ kheo ni, rồi sa di, rồi tịnh nhân, rồi vân vân, nhưng mà họ sẽ chán, thì họ sẽ không thích ở cái chỗ họ chán nữa. Cái chỗ mình mà mình ở mà chán á, thì mình sẽ thích đi tìm cái chỗ khác nó vui hơn, nó thích hơn cái chỗ không chán. Đó là nguyên lý của cái tâm lý nó như vậy. Thì khi nào mà mình bị chán chường, phiền não, bực bội, không tu tập được á, thì một là dùng thần chú đại bi để mà khúc phục nó cho nó ổn. Còn hai là lễ Phật sám hối, tinh tấn và ở trong đại chúng, nương đại chúng. Thì thường những người mà họ tu hành giải đãi đó, thì Hòa Thượng Trí Tịnh Ngài mới dùng cái danh từ là không quẩn cũng không gấp. Không quẩn nghĩa là không giải đãi, không bung lung, mà không gấp tức là không vội vàng quá. Quẩn nghĩa là một ngày hai thời công phu, sáng 4 giờ đến 6 giờ không có mặt, tối 6 giờ đến 8 giờ cũng không có mặt, mà mỗi lần lên thì ngồi để chịu trận thôi, cho nó không có một cái hứng thú gì cả, cho nó hết giờ rồi xuống. Không đi thì sợ phạt, nhưng mà đi thì lên nó chán chường, và tìm mọi cách. Có nhiều lúc mệt rồi bệnh, không bệnh cũng nói bệnh, rồi không bận cũng tìm cách gì đó để bận. Thì người giải đãi này bắt đầu họ tuột lần xuống. Mà nhớ nghe, khi mà mình đi lên dốc là mình đi chậm, mình đi từng bước mình đi lên. Mà khi nó xuống dốc rồi nó đi ào ào. Khi mà cái người mà tuột dốc rồi, chúng ta thấy chỉ trong vòng chấp nhón vài tháng là họ sinh ra khỏi chùa, họ về đời liền. Trong khi đó là họ đạt đến cái mức độ mà công phu tinh tấn á, có khi 5-10 năm. Nhưng mà khi mà tuột dốc thì rất nhanh. Quý vị thấy khi mà đi về đi lên dốc, quý vị chạy nhanh, quý vị mệt liền phải đi từ từ, đúng không? Nhưng mà tuột dốc là nó chạy ào ào xuống rất là nhanh.
thì chúng ta cũng không có để cái tâm của mình nó bị giải đãi, mà mình phải dùng cái cách nào đó mà mình dụng công để cái thời khóa nó đều đặn, không bị lui sụp. Lỡ mà mình đi công việc gì đó 5-3 ngày gì đó, khi quay về lại mình giữ thăng bằng liền, được như vậy thì đi. Còn nếu mình ra ngoài mà quay về lại giữ thăng bằng khó khăn vô cùng, chán không muốn tu nữa thì ra ngoài thất bại, không nên đi. Được chưa? Và cái gấp là như thế nào? Gấp nghĩa là tinh tấn một ngày 5-6 thời, 6-7 thời, ngủ cũng không cho nó ngủ nhiều, ăn thì cũng ăn sơ sơ, ngồi hết góc này hết góc kia. Hôm bữa cũng có một cô Phật tử, cô chui góc này, cô chui góc nọ, cô sợ người ta thấy, kêu cổ sao tu hoài vậy, cổ ngại. Bắt đầu cô cứ rút góc này, cô rút góc nọ, cô chui cái xó khác, cô ngồi cô tu hết thời khóa đại chúng rồi tiếp tục nữa. Thì cái việc đó nó sẽ chướng ngại. Ví dụ như là một cây đàn. Cái ví dụ này Đức Phật có nói với một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo thời Đức Phật còn tại thế hỏi là cái cách con tu như thế nào là được. Thì Ngài hỏi, thì hàng ngày ông dụng công sao? Ngài kêu có lúc Ngài rất là tinh tấn, sau đó cái tinh tấn không nổi, bắt đầu Ngài giải đãi. Ngài giải đãi xong rồi có những lúc Ngài rất là tinh tấn, không ngủ luôn. Thì Phật mới nói rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, mới nói rằng như vậy. Đức Phật nói là một người đánh đờn giỏi, nếu mà họ lên một cái dây đờn quá căng, tức là họ lên dây đờn quá căng, thì dây đờn sẽ đánh vô nó nghe chát chú, tăng 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 tăng, đánh nó kêu chát chú không nghe được. Còn nếu mà dây đờn mà làm dùng quá thì nó từng 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 đánh vô nó không có nghe được đúng cái âm điệu của nó. Còn một dây đờn nếu mà lên vừa phải thì đánh nó kêu tưng 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 ten ten, nghĩa là cái dây đờn nó vừa phải thì nghe rất hay, đúng không? Ngài ví dụ nghĩa là nếu mà người mà tinh tấn quá độ á thì người ta rất dễ bị chướng ngại. Chướng ngại là gì? Gấp quá, dục tốc bất đạt, có chướng ngại. Tổ Ấn Quang nói cái người niệm Phật, người công phu dụng công tu hành mà vội vã bộp chộp hấp tấp mong để thấy Phật, đặt để ngày giờ 3 năm 2 năm nữa là giảng sanh, đúng ngày giờ đó sẽ giảng sanh, ra oai cho mọi người biết. Mà trong khi đó là công phu của mình nó chưa đủ, đến ngày giờ đó chưa vãng sanh được. Bởi vì không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chứ không phải là Phật không rước. Rồi bắt đầu mất niềm tin với Phật, kêu con nguyện là 3 năm nữa con tinh tấn như vậy mà Phật chưa rước con, vậy là Phật không có rồi, Phật lừa gạt chúng sanh rồi, không có tiếp dẫn vãng sanh rồi. Thì tự mình trói tay, trói chân làm chướng ngại cho mình, chớ dại đặt để ngày giờ cố định. Hôm nay cũng được, 3 tháng sau cũng được, 10 năm sau cũng được, thọ mạng hết cũng không sao, nhưng không giải đãi thì người này thành công. Cho nên tối kỵ là người niệm Phật mà đặt để ngày giờ vãng sanh. Nếu không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tin ti rằng có niệm Phật, chánh hạnh trì danh rất tốt, nhưng tín nguyện chưa đủ. Hôm nay chúng ta muốn nói cái chỗ này nè. Người này vẫn không được vãng sanh. Tuy rằng họ dụng công rất khá, vọng tưởng không xen vô được, mưa không xa, gió không lọt, đi vào trong nhiếp tâm thành khói, nhưng mà tín nguyện chưa đủ, người này vẫn không được vãng sanh. Chút nữa chúng tôi sẽ nói rõ về cái vấn đề tín nguyện ha. Như vậy về cái việc mà mình công phu hay rớt vào hai thái cực là quẩn và gấp, giải đãi và quá cực độ tinh tấn thì nó sẽ bị rớt. Bây giờ phải sao? Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha thì phải trì danh hiệu Phật tùy theo sức mình. Nếu mà rảnh rỗi thì từ sáng đến tối, từ tối đến sáng giữ câu Phật hiệu, niệm một câu Phật hiệu miêm miêm mật mật như con nhớ mẹ. Nếu mà bận thì mình phải tùy duyên đó. Có những người bận quá là niệm 10 niệm buổi sáng, hít một hơi niệm ra mấy câu, đó là tùy theo cái sức của mình. Hơi dài thì nhiều câu, mà hơi ngắn thì ít câu. Và 10 câu xong rồi bắt đầu mình mới phát nguyện vãng sanh, dành cho những vị vua chúa, những người bận biểu. Không bỏ thập niệm, sáng 10 hơi, chiều 10 hơi.
Thì như vậy cái cách của Tổ sư Ấn Quang Ngài chỉ là tùy theo sức của mình mà bắt đầu mình tăng trưởng cái công phu của mình. Ví dụ có những người họ thức dậy 5 giờ sáng không nổi, thì họ sẽ ngủ sớm một chút để 5 giờ họ thức được, rồi bắt đầu từ từ về sau họ sẽ 4 giờ hoặc là 4 rưỡi, hoặc là 4 giờ, hoặc là 3 rưỡi, hoặc 3 giờ, hoặc 2 rưỡi, hoặc 2 giờ. Nhớ là cái thời gian để thức mình cũng phải tập, chứ đừng có nói chuyện tu nha. Tập nó, chứ không có vội mà chưa đi mà đã chạy thì té. Đúng không? Có nhiều người hỏi Tổ Ấn Quang sao mà con niệm Phật một thời gian, thì Tổ hỏi bao lâu, kêu mới mấy tháng gần năm mà sao nó chưa được nhất tâm. Thì Tổ Ấn Quang nói nè, mới gieo mạ xuống mà mong cây mạ đó để ra lúa liền cho mình có lúa mà ăn. Có đạo lý này không? Nó phải đợi cây mạ rồi bắt đầu nó lên bông, rồi nó kết hạt, rồi đến ngày nó chín nó mới có hạt lúa cho mình ăn chứ. Mới gieo mạ xuống mà mong có lúa ăn liền. Mới niệm Phật một vài tháng, một vài năm mà mong là nhất tâm liền. Trong khi đó là hàng ngày 100 thứ chuyện nó đổ lên đầu mình. Mình phải biết. Rồi con cái á, mình mới đẻ nó ra, nó khóc que que, còn ẩm ngửa. Ẩm dựng đứng này chưa được, mới còn ẩm ngửa. Kêu nó đẻ thêm đứa con nữa được không? Tổ Ấn Quang ví dụ hay thiệt. Cái đứa nhỏ mới đẻ ra còn ẩm ngửa mà mình bắt nó đẻ đứa con đẻ được không? Sao được? Trời, nó chút xíu một xíu bắt nó đẻ. Thì cũng vậy, mới vào niệm Phật thời gian ngắn mà kêu được tam muội nhất tâm thì làm gì có đạo lý đó. Ngài có ví dụ hai cái ví dụ này trong văn sao. Mà nói như vậy không phải là mình nói nó khó hoặc là lâu lắm mới được nhất tâm, mà mình phải tập. Thực sự hôm nay chúng tôi dạy 2 giờ được là chúng tôi tập nhiều năm lắm. Lúc trước là 4, rồi 3 rưỡi, rồi 3, rồi 2 rưỡi, rồi 2. 2 là cái điểm dừng được rồi đó. Được rồi. Phải tập chứ, cái thời gian mình thức sớm cũng phải tập. Rồi danh hiệu Phật mình cũng phải tập niệm từ từ để nó bước lên công phu. Lúc trước là 4 thời công phu. 3 giờ đến 6 giờ chúng tôi á. Rồi 9 giờ sáng đến 10 rưỡi. Nhưng mà cái giờ buổi sáng đó thì nếu mà niệm thêm một cái thời buổi sáng 9 giờ rưỡi sáng, 9 giờ sáng đến 10 rưỡi á, thì lúc buổi chiều mình tu nó hơi mệt một chút và bị khách khứa công việc, cho nên chúng tôi cắt cái giờ 9 giờ đến 10 rưỡi mà chúng tôi tăng thêm cái giờ khuya mình dậy sớm là 2 rưỡi. Còn cái giờ buổi chiều 2 giờ lúc trước chúng tôi đến 3 rưỡi, bữa nay chúng tôi tăng lên là thành 4 rưỡi chiều. Còn tối là mình có khi 6 giờ hoặc 6 rưỡi đến 8 giờ. Nghĩa là một ngày 3 thời, tập giữ đều như vậy, đều đặn như vậy. Lâu ngày chày tháng, ở trong cái công phu đó mình tập đều đặn như vậy. Có bận gì đi nữa cũng sáng tối 2 thời không bỏ. Bận lắm đi nữa cũng phải thời chú Đại Bi 25 lượt. Tối thời chú Đại Bi 25 lượt. Tối 35 phút, sáng 35 phút, được không? Dễ, đơn giản quá mà. Nhưng mà con người mình nó có cái chỗ này. Khi mà bỏ công phu được rồi, cái nó bỏ mất luôn. Bỏ mất luôn. Thì bây giờ lấy lại bằng cách nào? Nương theo đại chúng bắt đầu lấy lại. Nương đều chúng lấy lại. Ở đây có chú Linh ổng ngồi. Mỗi lần mà công việc chùa xây dựng mà không còn nữa là ổng vô ổng tu tới bến luôn. Hộ niệm rồi đại bi rồi tu với đại chúng tới bến luôn. Có nghĩa không bỏ thời nào mà khi bắt đầu có công việc là chú để toàn tâm vô công việc thì thường lại mất công phu. Buổi sáng thứ hai chú lên một thời. Bây giờ công việc chú quá nhiều, với hai nữa là khi mà ông làm cái gì là ông nhập toàn tâm vô đó ông làm. Phải điều chỉnh lại đó. Một số các vị phải điều chỉnh lại. Nghĩa là làm gì làm, bận gì bận, sáng phải một thời, tối một thời, giữ hai thời sáng tối đừng bỏ. Thì công phu không bao giờ xuống, nó chỉ ngang mặt chừng đó thôi. Bởi vì tối chúng tôi quy định có 50 biến đại bi rồi, quá ngon lành rồi. Đúng không? Đó là hôm nay chúng tôi nói một chút xíu về cái việc công phu mà không gấp cũng không quẩn. Gấp quá giống như là mình không đủ sức chạy lên cái dốc xa 5 cây số, sức mình chạy được 2 cây thôi mà ráng chạy 5 cây thì chúng ta sẽ mệt và chán không đi được nữa. Hiểu cái đạo lý nào? Lên dốc chạy thiệt nhanh 5 cây số, sức mình chạy 1-2 cây dùng bước chán liền quay đầu. Hiểu đạo lý nào? Còn đi vừa đủ sức mình từ từ mình đi. Có cái chú Huyên ở ngoài Đà Nẵng,
Ông đi bộ cừ khôi, mỗi buổi sáng ông đi 1 tiếng đồng hồ, 4 giờ sáng ông thức dậy, ông đi gặp bờ biển 1 tiếng đồng hồ đến 5 giờ, ông tắm biển 1 tiếng đồng hồ đến 6 giờ, mười mấy năm nay ông làm như vậy. Là mỗi buổi sáng 1 tiếng đi bộ, chiều 1 tiếng đi bộ, tắm 1 tiếng nữa, mỗi ngày là 4 tiếng ông dành cho sức khỏe. Mà mỗi thứ bảy á, hoặc là cái khi chủ nhật là ông đi 3 tiếng luôn, từ đó đi xuống tới non nước luôn, đi 3 tiếng một lần luôn. Nhưng mà đi bộ cái thân nó khỏe, tắm biển nó khỏe, ăn uống nó khỏe thiệt, nhưng mà tâm vẫn bị phiền não. Vẫn bị phiền não. Vừa rồi quá căng thẳng công việc, bế tắc luôn á, bế tắc luôn. Chúng tôi ra đi bộ với ông 3 lần trên bãi biển, là chỉ cái cách là Nam Mô A Di Đà Phật niệm trong tâm. Đi tốc độ không nhanh lắm mà không chậm lắm. Ông đi được 3 lần thì những cái ý niệm mà buồn phiền khó chịu trong tâm bật ra hết, bật hết, bật ra ngoài hết. Thì lúc đó ông mới cảm giác được là cái tâm mình niệm Phật nó an vui. Bây giờ bắt đầu ông giữ luôn. Giữ là sáng 1 tiếng rưỡi, hôm trước đi 1 tiếng, hôm nay sáng đi 1 tiếng rưỡi, chiều đi 1 tiếng rưỡi, là 3 tiếng. Tắm biển 2 tiếng. Cái lối mà đi kinh hành niệm Phật nó tạo thành một cái sức tinh tấn, một cái sức khỏe cực kỳ hay. Quý vị thử đi. Ví dụ như chú Đức Minh từ đây ông đi về tới bên cái nhà bên ông ở, thì ông sẽ vừa bắt đầu bước chân đi là nhịp vô câu Phật hiệu liền: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Liên tục như vậy mà niệm trong tâm nó không mệt, bắt nhịp vô chân liền. Ví dụ chú Linh từ đây ông đi ra ngoài cổng ngõ hoặc đi xuống công trình dưới kia, bữa nay chúng tôi tập như vậy đó, vừa bước ra công việc nói chuyện Phật tử vừa xong, tiếp khách xong một cái, vừa bước ra một cái là nhịp vô chân liền Nam Mô. Nhưng mà 2 chữ 1 bước rất là nhẹ, mà 1 chữ 1 bước thì nó hơi rối. Thử đi, bởi vì cái này chúng tôi đi 3 tiếng đồng hồ trên bãi biển vừa rồi ở, đi ra phóng sanh ở ngoài Đà Nẵng á, để chúng tôi cảm giác được cái thú vị của đi kinh hành niệm Phật. Mà quý vị đi trong đại chúng thì mình bước theo cái nhịp điệu nó đều theo đại chúng. Còn nếu mà mình đi bên ngoài là mình đi tự do, tuyệt. Đi tự do cái sức đi của mình nó vừa phải với cái tâm mình muốn, và cái câu Phật hiệu nó ro ro trong đó. Trong tâm nó đề lên Nam Mô A Di. Nhớ ngắt nhịp nha, ngắt nhịp 2 chữ 1 bước thử coi. Tập thử đó coi. Thì chú này ông nói: con niệm Phật có 3 buổi sáng với sư phụ, mà 12 giờ ông ngủ nha, mà mới có 3 giờ ông thức dậy ông lên ông kêu chúng tôi đi bộ rồi. 3 giờ khuya ông thức dậy bắt đầu ông kêu chúng tôi đi bộ dọc bãi biển. Một có 3 tiếng thôi nhưng mà ông cảm giác được cái đi bộ mà niệm Phật ông thích thú, cho nên nó đánh bật cái giấc ngủ ra về cái vấn đề mà buổi khuya. Mà thường 4 giờ ông mới ngủ, thường 4 giờ ông mới dậy, 11 giờ ngủ là được 6 tiếng, 5-6 tiếng. Nhưng mà chúng tôi ra là 12 giờ mới ngủ, công việc cũng nhiều lắm. Chỉ huy trưởng một cái đoàn khu an dưỡng mà, đại tá rồi, bộ đội. Thì khi chúng tôi về, ông cảm động, ông xúc động. Mà mới có 3 ngày thôi cô Liên An nói nhìn cái sắc diện ông này khác. 3 ngày thôi mà nhìn cái sắc diện ông đặc biệt. Quý vị biết không? Mình niệm trong vòng 15-20 phút nửa tiếng là toàn bộ máu trong cơ thể của mình là bắt đầu nó thay đổi hết rồi. Máu độc ha, máu bệnh ha, máu chua ha. Những cái máu mà độc trong cơ thể mình, toàn bộ cơ địa của mình nó đã chuyển hóa hết toàn bộ, là thanh lương, là thanh tịnh rồi. Còn khi mà khởi một cái niệm giận, buồn, bực, tức, khó chịu, nổi nóng, thì toàn bộ máu của mình nó trở thành độc tố. Tâm lý này nó biến dạng về cơ địa của mình rất nhanh. Thân này nó ảnh hưởng cái tâm, cho nên tâm buồn thì máu nó khác, máu nó thành máu độc, máu nó sậm, nó đen. Mà tâm vui niệm Phật là máu nó tươi nhuận, nó mát mẻ. Cái đạo lý này đặc biệt, nhớ kỹ chỗ này ha. Hôm nay cả đại chúng thử đi bộ đi. Lúc trước cô Liên An đó, cô cũng đi bộ, mà cô đi bình thường, chúng tôi nói cô đi bộ niệm Phật cô nói khác liền. Mà cái sức mình đi bộ mà mình niệm Phật mà trong tâm nha, cái câu Phật hiệu nó rất rõ mà nó rất mạnh, nó liên tục: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Tổ Ấn Quang nói đây là tịnh niệm. Niệm trong tâm rõ ràng câu Phật hiệu gọi là tịnh niệm. Dĩ nhiên niệm ra tiếng cũng là tịnh niệm. Niệm cho tâm thanh tịnh gọi là tịnh niệm. Mà giữ tịnh niệm được lâu ngày thì người này được thành phiến nhất tâm là chuyện đương nhiên. Tam muội là chuyện đương nhiên. Nghe cho rõ ràng. Được chưa? Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi muốn nói. Đại chúng nên lưu tâm cái chuyện đi kinh hành niệm Phật. Thử coi.
một tiếng đồng hồ niệm Phật không theo máy Nam Mô A Di Đà Phật, thử một tiếng coi nó vô định cỡ nào. Không mệt đâu. Đi một tiếng chưa mệt, lạy một tiếng thì có thể mệt, nhưng đi một tiếng thì chưa mệt, hơi mỏi thôi chứ không có mệt. Đó là cái việc thứ nhất chúng tôi muốn chia sẻ về cái việc được kinh nghiệm tu tập một tí. Vấn đề thứ hai nữa là cái người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cái điều này nên hết sức thận trọng thêm một cái điều này nữa. Oan gia trái chủ đối đầu nên cởi không nên kết. Lưu tâm ngay cái chỗ này. Câu này nghĩa là sao? Nhớ nghe Pháp đừng nhắm mắt ngang. Nhắm mắt là nó sẽ ngủ, rồi trong não của mình, trong đầu của mình nó suy nghĩ nhiều cái cảnh giới trong đó lắm. Đổi cái là nó mê say say trên đó. Cho nên tổ ông Quang ngài kêu niệm Phật mà nhắm mắt từ đầu đến đuôi là dễ lọt vô cảnh giới của thức ấm ma lắm, nguy hiểm lắm nha. Một là mở lớn lớn ra, không phải mở banh mắt. Hai là hí hí, nhắm một chút xíu cho đỡ mỏi rồi mở ra. Không nên nhắm lại rồi thấy ba cái ánh sáng, rồi thấy cái gì nó tùm lum ở trong não, trong đầu mình đó, rồi kêu Phật hiện lên cái đó, thức ấm ma trong Lăng Nghiêm nói nguy hiểm vô cùng cái đó. Nhớ nghe, chỉ cần tâm thanh tịnh rồi Phật xuất hiện, chứ không phải là nhắm rồi tưởng tượng trong đó rồi nó nguy hiểm. Oan gia đối đầu nên cởi không nên kết lại. Oan gia là sao? Có hai loại oan gia. Một loại oan gia là bên ngoài, mà bên gia bên ngoài nó cũng có hai loại oan gia. Một loại oan gia bên ngoài thứ nhất đó là thân bằng quyến thuộc. Con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Ông bà sư mình có nói câu này. Thì oan gia trong thân bằng quyến thuộc khó cởi vô cùng. Thù ghét cứ gặp gỡ nhau hoài, ngày nào cũng gặp nhau. Cho nên có nhiều người họ gặp họ nhau họ chịu không nổi, cho nên họ ly thân, họ ly dị, họ chịu không nổi. Chịu không nổi là do gì? Do oan gia bên trong. Oan gia bên trong đó là gì? Đó là tư hoặc, tham sân si mạn nghi, mà trong kinh nói là năm thằng giặc đó. Giặc là một loại oan gia đúng không? Phải nhận diện cho kỹ cái chỗ này mới dụng công nó mới có kết quả ngàn. Oan gia bên ngoài có hai. Thứ nhất là người dân nước lã, hoặc giả là mình làm ăn, bạn bè, hoặc giả là mượn mỏ tiền bạc, hoặc là người xa lạ là bạn bè, không phải là thân bằng quyến thuộc. Thì cái loại ăn gia đó đó, ví dụ như là nó nợ tiền mình hoặc mình nợ tiền họ, cũng chưa biết ai nợ ai, nhưng mà họ làm mình phiền, thì trong chốc lát gặp mặt đối đầu xong rồi mình bỏ họ, mình đi về nhà mình ở, thì cái loại ăn gia này thì cũng tương đối là không phải đối đầu nhiều lắm, chỉ trong chốc lát thôi, đúng không? Còn loại oan gia mà trong gia đình, con cái, chồng con, anh em, ruột thịt, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, tuy rằng thân bằng quyến thuộc nhưng đôi khi gặp họ chướng ngại với nhau với mình. Mới hôm qua hôm kia về đây có một cô đó, cô dắt cái đứa con đó. Hôm nay chúng tôi định kêu lên đây mà chắc sợ chú mới lên chú ngại, không dám xuất hiện trước cống kính. Từ ở Bình Dương lên đó, bây giờ đang ngồi dưới này. Chơi đánh bài về qua casino Campuchia đó, chơi hết rồi cầm mạng luôn. Cha mẹ bỏ, bỏ. Một tháng mấy người ta kêu chuyển khoản không chuyển, cho nó chết. Nó phá bao nhiêu tỷ rồi. Anh này hết đường rồi, định tìm con đường chết. Sao tự nhiên cái nhớ đến Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, mà không phải niệm suốt ngày, niệm buổi sáng một vài tiếng, chiều một vài tiếng. Vậy mà tự nhiên cảm đến gia đình nhờ người đạo đó, sao không biết cứu ông ra. Hôm bữa ông mới gặp đây, ông kêu nếu mà không niệm Quan Âm là ông chết rồi đó, chết chắc rồi đó. Gia đình bỏ mấy tháng rồi, cái tụi mà nó cầm mạng mấy ngàn đô đó là chuẩn bị nó giết rồi, nó treo cổ rồi. Nó cứ hâm dọa cho chết, thì cái hâm dọa đó cũng chết rồi, chứ đừng có nói nó treo cổ. Thì chúng tôi nói chuyện với hai mẹ con rất lâu. Thì cô này nợ chú này, hoặc giả là chú này đến để mượn nợ. Thì tổ quan nói chưa biết ai nợ, mình chưa có thần thông, mình chưa biết ai nợ ai. Có thể là bây giờ nó tới, nó bắt đầu đòi nợ. Nó mượn nợ. Có thể là nó tới nó đòi nợ, mà thường là nó tới đòi nợ.
Thì chúng tôi mới nói rằng là sở dĩ cô khổ là cô đem cái con nợ là cái thằng này nè, con cô đó, cô bỏ vô tâm của cô. Hiểu cái tâm trạng nào? Cô đem cái suốt ngày cô nghĩ nó, cô nghĩ đến nó hư nó thế kia thế nọ, rồi cô nghĩ đến, tức là cô đem cái nhân vật của cái con nợ đó bỏ vô tâm của mình. Thì cái này mới nói đến là cái chuyện khổ đau. Nếu cô lấy danh hiệu Phật cô để vô tâm cô lấy thằng chú để bi cô để vô tâm cô lấy kinh kệ, cô lấy lời thuyết pháp của thầy cô để vô tâm cô, thì chắc chắn con nợ này không gây rối cô được. Có đó nhưng mà không làm cho cô khổ, đúng không? Cô nghe cô nói đúng. Do con nghĩ nó tối ngày cho nên con khổ. Nếu mà con nghĩ đến Phật, con niệm Phật thì làm sao con khổ? Đúng không? Hiểu cái đạo lý nữa. Nhưng mà khi mà mình không có công phu, mà mình không có công phu mà thâm hậu, đến cái lúc nó đòi nợ là mình bị dính vô cái con nợ đó, và con nợ đó đi vào trong tâm thức của mình, và hàng ngày mình cứ suy nghĩ, rồi nó đòi, nó nợ tiền thì đến đòi tiền, nợ mạng thì nó đến nó đòi mạng, rồi nợ gì nó đòi đó, đại khái nợ gì là nó đòi đó. Thì có vỡ lẽ ra có hiểu. Thì cái loại oan gia mà con cái thì tổ sư Ấn Quang nói á, là nợ dai dẳng nhất. Nếu nợ vợ chồng thì sao? Hai vợ chồng mới lần đầu thương yêu nhau, nói ngon nói ngọt và ở với nhau, rồi sinh sống với nhau, sanh con đẻ cái, đến một cái lúc là kình cãi với nhau, xong rồi một cái là ly thân ly dị, rồi xong chấm dứt. Dễ không? Tương đối là dễ. Nhưng mà khó hơn là những con nợ ở bên ngoài người dân nước lã. Hơi rắc rối một chút. Con nợ bên ngoài người dân nước lã thì không gặp, đóng cửa, không tiếp xúc là xong. Chứ mà bắt đầu đến vợ chồng là hơi rắc rối, phải ly dị ra tòa đó. Nó có thời gian hơi rắc rối một chút. Nhưng riêng nếu mà nợ con á thì ly dị nó không được. Có ai ly dị con không? Có tòa án nào làm đơn ly dị con không? Đó. Thì tỏ qua đối. Con là cái nợ dai dẳng cho đến lúc mình chết. Chết nó cũng chưa tha, tiếp tục nó sẽ đời khác đòi tiếp. Nếu không biết cách để mà hóa giải đó, thì đời này đến đời nọ kiếp sau khổ lắm à. Như vậy hôm nay oan gia nên cởi, không nên kết. Lỡ người ta mắng mình, người ta chửi mình, ta nói mình đồ ngu thế kia thế nọ, thì mình càng nghe, mình càng trả nghiệp, mình càng hoan hỷ. Nói đến đây là phải có dụng công công phu. Còn nếu mà mình cãi lại, mình chửi họ, mình nói thế kia thế nọ, thì cá mè một lứa, bắt đầu oan gia đối đầu. Xong khi chửi rồi, sau khi cãi xong rồi, sau khi đối đầu xong rồi, mình tưởng là hết đúng không? Nó càng tăng trưởng cái oan gia, bắt đầu từ từ nó tìm cách. Đến cái lúc mình chết nó tới nó đòi mới là kinh hoàng. Nó tới nó đòi. Cho nên Tổ Ấn Quang nói có những đứa con cái á, nó là một loại oan gia trá hình. Nó không biết niệm Phật, nó khóc lóc mà nó còn làm cho mình quyến liếng đọa lạc. Thì giống như nó xô mình xuống dưới cái hố rồi nó còn quăng đá thêm nữa. Nó xô mình xuống giếng mà nó còn quăng đá nữa. Nghĩa là nó không biết niệm Phật. Nó làm mình coi như là khổ đau cả đời rồi, mà cái lúc chết mà nó còn khóc lóc nữa, rồi nó kể lể nữa, nó làm với cái kiểu mà nó thương mình lắm. Những cái đứa mà bình thường nó không có lo lắng, nó ngỗ nghịch với mình, nó không nghe lời của mình, nó cãi lại, nó làm cho mình đau khổ. Cái lúc mình chết thì nó khóc nước mắt đó, nước mắt gì á? Nước mắt cá sấu hả? Hình như nước mắt cá sấu hay sao á? Đạo đức đó đạo đức gì á? Ôi sao nghe thuộc lòng vậy ta? Đạo đức giả đúng không? Nghe cái đạo lý này đi, thấm lắm, rất thấm. Biết là oan gia rồi, bây giờ bắt đầu tìm cách cởi. Tổ Ấn Quang nói nếu người đó họ ngũ mã phanh thay. Ngũ mã là năm con ngựa, mã là ngựa, ngũ là năm. Năm con ngựa, một con á, nó cột vô cái tay, một con cột vô tay bên này, một con cột bên tay này, hai con, một con cột vô cái chân, một con cột vô cái chân bên này nữa là bốn con, một con cột ngay cái đầu. Nó chạy một cái tung cái xác mình ra luôn, đứt cái đầu, đứt tay, đứt chân hết. Thì Tổ Ấn Quang nói vẫn dùng lòng từ bi thương xót họ, cảm ơn họ vì họ đến họ đòi nợ, mình vui vẻ mình trả để đời sau không phải trả nữa. Kinh không? Ngũ mã phanh thay mà vẫn phải khởi lòng từ bi thương xót họ. Ghê không? Cái này khó, cực kỳ khó. Bây giờ oan gia đã đối đầu rồi là tự nhiên oan gia bên trong mình là tham sân si mạn nghi, bắt đầu là nó xuất hiện liền. Mà thương oan gia trong tâm mình là tham sân si mạn nghi, mình hay nhận nó là làm con, nhận giặc làm con, nhận oan gia làm con.
Có nhiều người chúng tôi kêu ổ sao hai người cãi vã vậy, kêu họ chửi con tới tấp luôn. Thì nếu mà ông gia trong tâm của mình mà tham sân si mạn nghi nó bị lắng dịu xuống á, thì ông gia bên ngoài không làm gì được mình hết, rồi họ sẽ bỏ họ đi. Hôm qua chúng tôi có nói cái đạo lý cho mấy cô Hải Phòng có ngồi đây không? Đâu ba cô Hải Phòng đâu, đứng dậy coi. Còn đây không? Đó, ba cô Hải Phòng đó, hôm qua, hôm kia hả? Thứ sáu coi như là nghe gần một tiếng đồng hồ không? Ngồi đi. Chúng tôi có nói cái đạo lý này. Nếu là hai ông gia đối đầu với nhau, là vợ, là chồng, là cha, là con, là mẹ, là anh em gì đó, thì nếu họ chấp nhận là đôn gia chịu đối đầu thì nó cứ ở đó nó đối đầu hoài. Ở chung với nhau đối đầu hoài, gặp mặt nhau đối đầu hoài. Còn nếu mình không đối đầu mà mình tìm hướng, mình xoay chuyển, tuy rằng ở chung mà mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình không thích đối đầu nữa, thì một là họ đòi nợ hết rồi họ đi. Không bao giờ có cái đạo lý mà một người tốt với một người xấu ở chung với nhau, để đi. Hai người xấu ở chung với nhau, đúng, có lý. Hai người xấu đó là hai ông gia đối đầu với nhau, xấu. Anh chửi tôi chửi lại. Anh đánh tôi đánh lại. Anh làm khổ tôi làm khổ lại. Thì hai ông gia này cứ ở chung với nhau. Có cặp vợ chồng bên Ban Mê Thuộc, họ ly dị 7 lần. Ly dị rồi ráp, ly dị rồi ráp, ly dị rồi ráp, ly dị rồi ráp. Bây giờ hai người này vẫn là hai người xấu, cho nên họ ra rồi họ vô, họ ra họ vô, họ kìm nhau miết. Còn nếu là một người xấu, một người tốt, thì buộc hai người này giống như một cái từ trường, nó đẩy xa nhau. Cái đạo lý này rất hay. Nếu là hai người tốt thì sao? Ở chung với nhau, chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình, đúng không? Chung sống hòa bình. Quý vị thấy không? Phật A Di Đà đứng chính giữa, Quan Âm bên, Thế Chí bên, ba vị đó cứ khi nào cãi nhau không? Làm gì có. Hôm bữa có cái bà kia, bà tào lao, bà nói làm gì mà thờ hai ông một bà, một ông một bà muốn chết rồi. Trời ơi, nói bậy. Phàm phu hai ông một bà mới chết chứ, đúng không? Một ông hai bà mới chết chứ. Nhưng mà Phật thì gì? Tâm thanh tịnh nhất như rồi, phải không? Mà Phật Bồ Tát Quan Âm là kêu là nữ, chứ thực ra Ngài là cổ Phật. Mà đã là Phật rồi là phải thân nam. Còn thân nữ đó là tùy duyên ứng hiện thôi, hiểu không ạ? Nhưng mà Ngài ứng hiện thành Bồ Tát, thành người phụ nữ vào cái cõi này. Bởi vì người phụ nữ họ khổ quá, cho nên thành ra Quan Âm mới ứng hiện thành người phụ nữ, để người phụ nữ với người phụ nữ với nhau dễ cảm thông mà cầu nguyện, biết không? Cho nên thành ra người phụ nữ ở trong này khổ quá, cho nên thành ra hôm nay là coi như là nếu mà 2000 là cũng hơn gần 2500 người nữ, nam ít tu lắm, bởi vì họ sướng họ đi chơi hết rồi. Không phải mình nói xấu mấy ông nam, chứ mấy ông nam vẫn chưa có khổ bằng cái người nữ thực sự. À, thì như vậy khi mà Phật Bồ Tát ở chung với nhau là Phật Bồ Tát sống với tâm bình đẳng, không còn những cái lậu hoặc tham sân si phiền não. Cho nên các ngài ở chung với nhau là tâm bình đẳng gặp tâm bình đẳng, tâm cứu độ chúng sanh gặp tâm cứu độ chúng sanh, thì ở chung với nhau được. Cũng vậy trong cái đạo lý nhà chùa cũng thế, nhà đời cũng thế. Nếu quý thầy ở trong này chấp hành đúng quy luật và sống an vui trong này, thì mấy thầy cùng một tăng đoàn an vui với nhau ở chung. Một người nào đó vì tư lợi hoặc là có một cái gì đó mà làm cho xáo trộn và không thích ở đây và gây chướng ngại, thì người này sẽ ra đi thôi. Đó là cái đạo lý là kẻ xấu không ở với người tốt được. Hiểu đạo lý này đúng không? Hiểu đạo lý này phải không? Như vậy khi mà cái người xấu ở chung với mình cố gắng mình chịu đựng, mình ẩn nhẫn, mình tìm công đức để mình hồi hướng, và mình cố gắng mình tu tập, một họ sẽ trở thành người tốt, mình là biểu pháp, thì chung sống hòa bình. Còn không, kẻ xấu này sẽ tự tìm đường mà đi. Còn không thì mình cũng sẽ có đường để mình đi. Cho nên có một vị đó hỏi Ngài Liên Trì, bây giờ ông gia đối đầu con phải làm sao? Chồng, vợ, con cái, cuộc sống có không? Có. Giờ phải làm sao? Ngài nói tìm đường mà đi. Hôm bữa chúng tôi có giảng không? Tìm đường này không phải là mình xa lánh liền tức khắc, ly dị liền tức khắc. Nhưng mà con đường của họ là hơn thua nè, tranh giành nè, phải trái nè, đúng sai nè,
giận hờn nè, tức tối nè, lương lẹo nè, dối trá nè, lừa gạt nè. Đó, con đường của họ, để cho họ đi đi. Còn con đường của mình là tụng kinh nè, niệm Phật nè, trì chú nè, ăn chay nè, phóng sanh nè, đúc tượng Phật nè, rồi làm lành nè, cứu vật nè, làm những điều thiện. Thì ở chung với nhau, nhưng hai con người này đi hai con đường khác nhau. Đúng không? Nghe nói tìm đường mà đi là lý do này rất hay. Được chưa? À, cho nên muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà quý vị đối đầu với oan gia thì quý vị không vãng sanh được đâu. Vì mình còn hơn thua phải trái đúng sai thì mình cứ ở trong cái cõi này mãi mà thôi. Đúng không? Cho họ hơn thua đi, cho họ đúng sai gì phải trái họ gì đó, gì đó, gì đó đi. Mình cứ im lặng 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 ra là mình tìm đường về Tây Phương Cực Lạc. Có một cái bà vợ thời Đức Phật còn tại thế, bà vợ lên thưa với Đức Phật: trời, ông chồng của ông tử tối ngày, ông mắng con, ông kêu con đồ ngu, đồ điên, đồ khùng, ông con như là nó khổ quá, con chịu hết nổi rồi. Thì Đức Phật mới nói là khi người ta dọn một cái mâm cơm lên rồi cô không có ăn, cô để cho ông đó ăn đi. Nghĩa là khi dọn mâm cơm lên cô không ăn thì sao? Kêu ổng ăn chứ sao? Kêu ừ, vậy thì thôi, ổng chửi cô mà cô không có nhận thì sao? Thì ổng tự nhận cái lời chửi đó. Đúng không? Cái đạo lý mà Đức Phật ví dụ cái mâm cơm, nếu mà dọn lên mình không ăn thì họ ổng ăn. Họ chửi mình, họ gây mình khổ đau mà mình không nhận, mình lo mình niệm Phật thì họ tự làm khổ họ thôi, giống như họ ăn cái mâm cơm đó rồi. Cái lý luận này rất là dễ hiểu nhưng mà làm cũng khó đó nghe. Do đơn giản đâu đó. Do oan gia ở trong tâm của mình là tham sân si mạng nghi á. Năm cái thằng giặc nó ở trong này nó kiếm chuyện, nó mời mấy oan gia bên ngoài tới đó. Hết sức thận trọng cho nó nghe. À, đó là cái việc mà nãy giờ chúng tôi nói sơ một số vấn đề. Vấn đề mà hôm nay chúng tôi muốn nói thì sâu về cái vấn đề tính hành nguyện một chút. Chúng ta chưa hiểu trọn vẹn cái tính nguyện, phải nghe lời Tổ sư Ấn Quang khai thị thì chúng ta mới đi sâu vào cái tính nguyện và cái hành như thế nào. Chứ nhiều lúc đôi khi chúng ta nghe nói đủ tính nguyện được vãng sanh mà chúng ta chưa biết cái tính nguyện như thế nào. Thì hôm nay cái phần cuối chúng tôi sẽ nói đến một chút xíu về cái khu tâm linh phóng sanh Đà Sơn vừa rồi. Cái âm thanh mà hồi tối chúng tôi không cho quý vị nghe cái đĩa đó, thì cái âm thanh hôm trước nó bị trục trặc một chút. Do nó cúp điện cái là nó ảnh hưởng cái âm thanh, mấy chú quên kiểm tra cho nên âm thanh lấy bên ngoài cái máy quay phim trực tiếp cho nên nó không nghe rõ. Cố gắng chịu lắng nghe cái video hôm bữa. Nhưng mà điều chủ nhật vừa rồi ở ngoài đó thì chúng tôi có giảng. Thì cuối chúng tôi sẽ nói một chút xíu những cái ý chính để Phật tử nắm cái buổi giảng hôm ngày chủ nhật vừa rồi rất là đặc sắc. Thứ hai là cũng sẽ nói đến cái thư của anh Minh Dương, tức là anh Đức Quang mà lúc trước mà ảnh ở San Jose mà chúng tôi qua tổ chức pháp hội 2 năm đó. Ảnh với lại Diệu Trang là người cũng hộ pháp mời chúng tôi qua. Và ảnh có gửi hai lon bột với đồ đạc quà đồ bên Mỹ gửi về. Có một cô Phật tử ở San Jose gần ngay chỗ nhà ảnh. Ảnh cũng nay làm một căn nhà sát cái núi cũng lớn hơn cái lúc trước cái nhà chúng tôi qua. Và có tổ chức cho Phật tử một tháng tu một kỳ gì đó, cũng niệm Phật. Mà anh viết cái thư gửi chúng tôi thấy hôm nay cái sự tu tập tương đối cũng khá lắm. Giờ chúng tôi đi vào cái nội dung, cái phần cuối chúng tôi sẽ nói một chút xíu về cái thư của anh Minh Dương này, anh Đức Quang. Anh xin quy y với chúng tôi năm 2015-2016. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đi vào cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Là tính hạnh và nguyện. Rất nhiều người giảng, nhưng mà chúng tôi coi sâu vào trong văn sao thì Tổ sư Ấn Quang nói cái tính hạnh nguyện này rất hay. Nếu có tính, có nguyện mà không có hạnh thì người này cũng không được vãng sanh. Nếu có hạnh mà không có tính và nguyện cũng không được vãng sanh. Ba điều tính hạnh nguyện như cái đỉnh ba chân. Nếu thiếu một sẽ bị sụp đổ. Như thế nào là có tính, như thế nào là có nguyện và như thế nào là có hạnh. Nắm cho vững, nắm cho vững cái chỗ này thì chúng ta mới nắm chắc được cái phần vãng sanh mà Ngài nói rất rõ. Thứ nhất,
có niềm tin với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không hư dối và không lừa gạt chúng ta. Nói như thế nào? Nói cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Do nhân địa Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tu hành thành Phật hiệu là A-di-đà, kiến tạo được một cái cảnh giới là Y Báo ở bên Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm là 10 đại nguyện vương cùng Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc, kinh Lăng Nghiêm đó là Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, đó là năm kinh tịnh độ, một luận đó là luận vãng sanh. Thì như vậy khi mình tin chắc có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đau Sức, thị hiện thành vô chánh số ngà vào Hông Hữu Hồn Hậu Ma Gia và ra đời từ nơi hông hữu của Hoàng Hậu và tu hành thành Phật ngay trong cõi này, và cách đây hơn 2.000 năm, gần 3.000 năm, và có giới thiệu cho chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà là Y Báo, và có Đức Phật A-di-đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp bên đó, tin chắc lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là tin sâu. Phải tin điều này trước. Đây là cái ý mà chúng tôi nói ra ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang. Có nhiều người nói cái Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là do mấy ông thầy ở bên Tàu ông tự bịa ra, chứ làm gì có Cực Lạc, làm gì có Tây Phương. Ở trong kinh Nikaya, một số kinh bên Tiểu Thừa, bên Nguyên Thủy đâu có nhắc đến. Đúng, Tổ Ấn Quang nói đúng. Cái lúc đó Đức Phật chưa nói đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chưa nói đến bộ kinh Hoa Nghiêm, chưa nói đến bộ kinh Pháp Hoa. Đúng không? Đó. Thì không thể là vinh vào kinh Nguyên Thủy mà không thấy nói đến Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, kinh Pháp Hoa mà nói là không có. Có, trong tạng kinh có mà. Thì như vậy, thứ nhất là Tổ sư Ấn Quang nói là mình tin sâu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, là mình đã con của Phật rồi, mình học theo lời Phật rồi, là mình phải tin. Tin cả sự luận lý. Lý tức là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Sự tức là cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Cực Lạc và có Đức Phật A Di Đà. Thì nếu tin được sự lý viên dung thì người này mới gọi là tin lời Phật dạy. Nếu có những người người ta nói là chỉ có tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, không có sự tướng Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, thì người này chỉ nói đúng phần lý thôi, phần sự họ không có học đến, họ không có biết, thôi khỏi nghe. Như vậy Đức Phật A-di-đà đến rước mình có bên ngoài không? Có. Mà bên ngoài mà Phật Di-đà đến là từ nơi bên trong. Bên trong đó là mình niệm được cái tự tánh Di-đà, niệm được câu Phật hiệu. Từ Đức Phật A-di-đà bên trong cảm được Đức Phật A-di-đà bên ngoài, thì Đức Phật A-di-đà bên ngoài ứng với Đức Phật A-di-đà bên trong. Như vậy không thể nào nói rằng chỉ có Đức Phật A-di-đà bên trong mà không có Đức Phật A-di-đà bên ngoài. Thế là sai. Có Đức Phật A-di-đà bên trong đó là tự tánh Di-đà. Có Tây Phương bên trong đó là Di Tâm Tịnh Độ. Có Tây Phương ở cách đây 10 muôn ức cõi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Có Đức Phật A-di-đà ở bên Tây Phương thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp. Thì như vậy sự lý nó được viên dung, tánh tướng nó được dung nhiếp, có nội có ngoại, tức nội tức ngoại. Thì hiểu được như vậy chúng ta mới hiểu thấu được cái triết lý của nhà Phật là gì? Là sự lý viên dung. Rất nhiều thầy nói ra làm gì có Tây Phương Cực Lạc. Mấy ông thầy bên Tàu tự ông bịa ra, ông dụ dỗ cái hàng ngu phu ngu phụ á mà. Không biết ai ngu. Đến kết cuộc rồi mấy người mà họ cho là ngu phu ngu phụ niệm Phật thân không đau bệnh, tâm không phiền não, ha, như vào thiền định Phật và thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó rồi biết ai ngu. Còn những cái người mà họ không tin Tây Phương Cực Lạc, không tin có Đức Phật A Di Đà, họ hỷ bán á, thì lúc chết là tay chân quý quýt kêu cha gào mẹ. Tổ Ấn Quang nói từ đông sang tây, từ tây sang đông. Rất nhiều người chỉ trích không có Cực Lạc cách đây 10 ức cõi, không có Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc, là hầu như tôi thấy cái lúc mà lâm chung, nếu thực sự không có sự chứng đắc, mà không có sự chứng đắc ha, thì gì? Tay chân quý quýt kêu cha gào mẹ, khổ vô cùng. Không phải chúng tôi chỉ trích những người không tu tịnh độ,
Nếu không tu tịnh độ thì bạn phải là tu thiền. Nếu không thiền không tịnh độ thì gì? Giường sách cột đồng độ quý vị, xử lý quý vị. Khi chúng ta hiểu được điều này, vỡ lẽ xử lý viên dung, có Đức Phật Di Đà trong tâm, có cảnh giới cực lạc di tâm tịnh độ, có bên ngoài thì chúng ta rất yên tâm. Vì sao mà Đức Phật bên ngoài không đến? Trong tâm chúng ta chưa hiển lộ, chưa cảm được Đức Phật A Di Đà, chưa niệm được Đức Phật A Di Đà để mà nó hàng phục được cái vọng tưởng phiền não, cho nên không cảm được, chứ không phải không có đâu, không phải không có đâu. Như vậy là tin lời Phật dạy là Phật Thích Ca Mâu Ni, tin nơi tự tánh mình có tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, tin nơi Tây Phương Cực Lạc có cảnh giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà là tin sự và tin lý. Tin nhân là niệm danh hiệu Phật A Di Đà là nhân, lấy cái quả địa của Đức Phật A Di Đà tu đã thành rồi, làm cái nhân địa để mình tu là tin nhân, rồi mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là sẽ có cái quả, đó là tin quả. Tin sự hồi nãy nói phải không? Tin lý, tin nhân, tin quả. Đó. Thì nếu mà chúng ta tin được như vậy là chúng ta tin sâu. Và còn một cái tin nữa nè, còn một cái tin nữa nè, tin mình là nghiệp lực phàm phu, không thể tự lực vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được, mà từ nơi tự tánh công đức lực mình phải nương nơi Phật lực, là nguyện lực của Phật A Di Đà thì mình mới vãng sanh được. Cái tin này quan trọng. Có nhiều người nói tâm mình thanh tịnh rồi cần gì niệm Phật. Lúc mình chết tâm mình thanh tịnh là mười phương chư Phật xuất hiện, mình muốn về cõi nào mình về mà, đâu không nói vậy được. Nói kiểu đó là nói kiểu lý luận suông chơi thôi. Thực sự mình là nghiệp lực phàm phu, không đủ khả năng để đi về Tây Phương Cực Lạc mà tự lực đâu. Ngài Mục Kiền Liên kìa, mà nhìn về Tây Phương Cực Lạc mà nhìn còn không thấy mà. Chỉ có Phật cùng Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể thấy được thế giới Tây Phương Cực Lạc, mới nói ra được bộ kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thấy được cảnh giới cực lạc thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thể nào nói bộ kinh A Di Đà được đâu. Nói quá rõ, đúng không? Cách đây mười muôn ức cõi ha, có sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, nhà bằng bảy báu, có chim, cá lăng tằng già, cộng mạng xí điểu. Mà chim này không phải là con người bên đó tu mà để đọa lạc làm chim, mà chim đó là do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà biến hóa làm ra để thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Có ao thác bảo vân vân. Phật nói là không hư dối, không thể nói là dùng cái sự tướng đó để dụ dỗ chúng sanh, để cho mà họ trở về ly tánh mà không có sự tướng. Không phải, không phải. Ồ, khi hiểu đến đây thì thực sự là tin sự tin lý rất chắc. Sở dĩ hôm nay chúng tôi có cái kiến thức này là do Bộ Văn Sao. Do Bộ Văn Sao ha? Mà cái quan trọng là Tổ quan nói mình tin mình là nghiệp lực phàm phu, không thể về Tây Phương Cực Lạc được, mà khởi tự tánh công đức lực, niệm cái pháp lực, rồi có Phật lực, chuyển nghiệp lực để mình về Tây Phương, hoặc giả là đối nghiệp, mang nghiệp về Tây Phương cũng được. Hiểu rõ cái niềm tin chưa? Nắm cho chắc nha. Quý vị nghe qua cái chừng quý vị quên à, có như thế nào là có nguyện. Cái này là chúng tôi chỉ nói ít thôi đó, không có thời gian. Như thế nào có nguyện? Người có nguyện là người này sáng tối hai thời công phu phải đối trước Phật đọc một cái bài phát nguyện ra. Cái này trong Văn Sao Tổ Sư Ấn Quang có nói. Đọc như thế nào? Đệ tử con pháp danh Thích Giác Nhàn, một lòng quy mạng thế giới cực lạc, Phật A-di-đà xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Cái bài phát nguyện của Ngài Liên Trì mỗi sáng tối quý vị đọc, đúng không? Tổ quan nói dầu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi, sáng tối phải đến trước bàn Phật đọc một cái bài văn phát nguyện của chư tổ đã thành tựu được chí nguyện vãng sanh, thì mình đọc lên để cho cái tâm thức của mình khởi lên cái niệm muốn về Tây Phương, khởi lên cái nguyện muốn về Tây Phương. Nếu không đọc bài nguyện để nguyện vãng sanh Tây Phương thì người này mất cái phần của cái sự tướng về phát nguyện trước Phật. Có bận gì đi nữa mình cũng đối trước Phật, hoặc không có bàn Phật là quỳ mặt quay về hướng Tây là con đệ tử ha, Thích Giác Nhàn một lòng quy mạng. Cái bài này đọc lên là rơi nước mắt, rất cảm. Thì Tổ quan nói đọc phát sức từ đáy lòng muốn về, chứ không phải đọc trả bài cho Phật hoặc mình đọc cho có lệ. Không phải, phát sức từ đáy lòng phát nguyện trước Phật là ý thứ nhất.
đó là sự tướng đọc văn phát nguyện đối trước Phật. Còn lý tánh của cái nguyện là gì? Lý tánh là gì? Lắng nghe cho kỹ nè. Người muốn về Tây Phương Cực Lạc, thấy cõi này giống như hầm xí không đáy, thân thể thì nhơ nhớp, nếu mình đi phân ra thì nó hôi thối, quý vị biết rồi, đúng không? Có ai đi phân ra thơm không? Chuyện này hơi lạ. Nước tiểu, nước đờm, nước dãi, mới ăn vô thôi, nó chưa kịp tiêu hóa ra phân, nó mửa ra rồi thì thôi nó hôi. Con chó nó cũng quắt đuôi nó chạy, chứ đừng có nói con người mà hửi. Ai mà dọn dẹp cái đống mà ăn mặn rồi mửa ra, trúng gió rồi mửa ra, ở trong ruột mình ra rồi thì thôi rồi. Dọn hai ngày là coi như là chán dán mặt mày, nó hôi kinh hồn. Nếu mà mửa ra mà có rượu với thịt nữa thì thôi, chịu không nổi. Giờ do mình nhận lầm tin tức, mình nói không dơ thôi, nhìn cái lớp da phủ bên ngoài kêu đẹp chứ thực ra nó ở trong đó nó dơ. Thì thân là dơ là mạng trược, thì kiếp này phải là kiếp trược. Mà kiếp trược, mạng trược là phiền não trược, tham sân si mạng nghi phiền não trược, đúng không? Rồi, nếu người muốn vãng sanh, ngoài cái việc phát nguyện đó, phải coi cái cõi này như hầm xí không đáy. Có nhiều người nói lạ, tôi đang sống, tôi ăn, tôi uống, nhà cửa đẹp như vậy mà nói hầm xí không đáy. Đó là nhận lầm tin tức thôi, thực sự nó là hầm xí không đáy. Đó, bây giờ ông Đức Minh đang ngồi đó, mổ xẻ cái thân ông ra thử coi, thịt thịt nó tanh hôi, máu cũng tanh hôi, xương sẩu rồi phân tiểu rồi đủ thứ trong đó hết. Thì coi thử coi nó là cái gì trong đó, nó có sạch sẽ không? Nhưng khi về Tây Phương Cực Lạc, thân mình không phải thân như vậy nữa, mà thân là tử ma chân kim. Một thân là do hóa sanh từ nguyện lực của Phật Di Đà và công đức mình tạo nên, cho nên nó không có dơ giấy bẩn thỉu như vậy. Tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, không? Mà trước khi sanh ra là ở trong cái địa ngục máu, mà sanh ra cái chỗ dơ, cái âm hộ của người phụ nữ nữa. Cho nên ở trong An Sĩ Toàn Thư nói là ở trong cái chỗ chứa mình cũng dơ, sanh ra cũng từ đường tiểu nó dơ. Rồi cái thức ăn đó là gì? Là thức ăn đó một phần là mình hưởng một chút xíu cái vị nó, chứ thực ra nó thành phân nó cũng dơ, thức ăn cũng dơ, chỗ ở cũng dơ, sanh ra cũng dơ. Trời, ở trong đó nó quán bất tịnh. Nếu mà quán bất tịnh đạt đến cái trình độ mà sâu thì tâm này thanh tịnh, do không đóng chấp nữa cho nên trở thành tâm thanh tịnh. Chứ không phải quán bất tịnh là tự nhiên tâm mình là bất tịnh đâu nghe, không phải nghe. Cái hay của Phật chỉ quán bất tịnh là để trở thành tâm thanh tịnh. Thì khi thấy này là thân mình là con dồi đang lúc nhúc trong hầm xí, tạm sống trong hầm xí này, tha thiết mong thoát khỏi hầm xí để về Tây Phương Cực Lạc. Nếu có ý niệm này thì cái nguyện mới là kiên định, gọi là nguyện thiết. Ghê chưa, Tổ Hồng Quang nói đó. Cái này là chúng tôi lặp lại ý của Tổ à, lời của Tổ chứ không phải chúng tôi tự bịa đâu. Không phải làm cho quý vị coi như là sống hoang đường, rồi sống mà chán chường với cõi này, không phải đâu. Họ sống rất an vui, rất tự tại, nhưng mà họ biết được cái bản chất vô thường và cái bản chất của hầm xí không đấy, và cái thân này là thân bất tịnh ha, để mà họ về cái cảnh giới thanh tịnh để tiếp tục họ tu. Và trong cái lý mà nguyện muốn vãng sanh đó là nhìn chúng ta đang ở trong lao ngục, tức là chúng ta ở trong cõi này giống như chúng ta đang ở trong lao ngục, tuy rằng mình không bị phạm tội bắt vô trong tù nhốt bốn vách tường ngồi trong đó, mà lao ngục là làm sao? Hằng ngày cái sự khổ nó bao bọc, sanh đã khổ rồi, già là khổ rồi, già đi lụm khụm là một loại lao ngục đó, rồi bệnh là khổ, bệnh là một cái loại lao ngục, rồi thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, nhất là cái cầu không được khổ, kinh hồn lắm, cầu tiền, cầu vợ, cầu chồng, cầu con, cầu sự nghiệp không được nó khổ, mà cầu vãng sanh là không khổ. thử cầu vãng sanh là không khổ. Trời, cái đạo lý này nó hay nha. Có khi nào cầu vãng sanh mà khổ không? Làm gì có cái đạo lý đó. Chứ có cầu con, cầu tiền, cầu chồng, cầu này, cầu nọ trong cõi này nó mới khổ, chứ cầu vãng sanh mà làm sao khổ, đúng không? Vậy mà không chịu cầu vãng sanh. À, thì như vậy là Tổ Ông Quang nói là cái lý sâu bên trong để nguyện vãng sanh, người này có nguyện là họ thấy họ đang bị ở trong lao ngục. Mà cái kẻ mà đang ở trong lao ngục mà muốn thoát lao ngục á, thì người này mới có thiện căn. Mà thoát lao ngục về đâu? Về cực lạc, có chỗ về.
Thì hai ý niệm, thứ nhất là coi cõi này như hầm xí, mình là con dồi đang lúc nhúc trong này, muốn mong thoát khỏi, mong người cứu vớt, mong Phật Bồ Tát cứu vớt, càng sớm ra khỏi hầm xí càng nhiều càng tốt. Bởi vì ở cõi này mình ăn những cái đồ tuy rằng là thức ăn không hôi thối mà nó ra là hôi thối, đúng không? Và cái người ở Tây Phương Cực Lạc tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, và họ không có bị những cái loại mà hôi thối phân để mà xả lên trên cõi cực lạc, cho nên thành ra họ thanh tịnh. Mà cảnh giới thanh tịnh so với cảnh này thì còn gấp trăm lần cái gọi là hầm xí, quá cỡ hầm xí rồi. Giờ mong thoát khỏi hầm xí, mong thoát khỏi lao ngục ngày đêm, giống như là kẻ cùng tử lang thang, mong về cố hương. Chù, kinh khủng. Kinh khủng mà cái nguyện của Tổ sư Ấn Quang này nói không? Nếu không ý niệm này mà chỉ lên đọc trớt trớt một ngày hai lần, hoặc nói là có tín nguyện là vãng sanh mà không hiểu được cái chiều sâu của cái việc mà mình phải xả ly ta bà để mà hân nguyện tịnh độ, thì chỉ hiểu trên mặt lý thuyết chơi thôi. Lúc vãng sanh cũng cuốn cuồng thương vợ thương con, quyến tiếc của cải. Và thêm một cái nữa là người muốn nguyện vãng sanh thì người này dám xả ly ta bà, mất của không tiếc, cúng dường không tiếc. Những người họ gây mình khổ không buồn, nó là cái hầm xí không đáy mà tù ngục mà cái gì đâu buồn. Xả ly ta bà tốt. Mà nếu người xả ly ta bà tốt thì họ hân nguyện tịnh độ mới tốt. Nếu xả ly ta bà không tốt mà kêu hân nguyện tịnh độ thì không có cái đạo lý vãng sanh, không có đạo lý để mà về Tây Phương Cực Lạc được. Ghê chưa? Thấy cái nguyện của Ngài nói không? Nói như vậy không phải là người có của rồi mang của vứt ra ngoài, hoặc đi cho hết mình để mình không, không phải. Đủ duyên là cúng dường, không có phan duyên đi mượn mỏi xin rõ. Nói được làm được, đúng không? Có khổ gì đi nữa mình kêu gì? Khổ bao nhiêu đời kiếp rồi, đến đời này thôi chịu đỡ, chịu đựng một chút nữa rồi về cực lạc, có cái gì đâu mà cằn nhằn cử nhữ. Nói vậy được không? Nói vậy được không? Hay là gì? Trách mình trách người, trách mình thương người đi, trách mình thương người đi, đừng trách mình trách người. Luân hồi làm gà, làm vịt, làm súc sanh, làm địa ngục, vô địa ngục, ngạ quỷ, khổ vô lượng đời kiếp rồi, đến đời này chịu khổ chịu cực một chút xíu để ẩn nhẫn qua cái cơn sóng gió rồi nó cũng trở lại bình yên để mình về cực lạc, chứ có cái gì đâu mà phải mà cằn nhằn cứ nhữ vậy. Qua chúng tôi nói với hai mẹ con cô đó đó, chúng tôi nói cái ông mà đi qua casino Campuchia quýnh bài mà cầm mạng đó, chúng tôi nói cô coi lại đi, cái khổ này nó có đáng gì so với cái loài súc sanh mà nó bị khổ người ta cắt cổ nhổ lông mà coi như là cho nó vô trong cái nồi nước không? Mình đã từng như vậy rồi đó, đến bây giờ có đến nỗi gì đâu mà mình phải than trời trách đất khổ dữ vậy nè. Cái sức chịu đựng của cái khổ mình quá kém là do công phu mình kém. Cái sức chịu đựng của người công phu tốt chừng nào thì họ chịu cái khổ tốt chừng đó. Khổ về thân, khổ về tâm, họ ẩn nhẫn, họ chịu đựng, họ công phu để họ vượt qua thì mới gọi là chiến thắng toàn quân giặc. Chiến thắng được quân giặc là vượt qua những cái chướng ngại trong tâm và cái thân này thì mới gọi là chiến thắng oanh liệt. Còn ra ngoài chiến trường chiến thắng quân giặc là chuyện bình thường, không có gì gọi là cao cả. Mà chiến thắng nơi cái lòng sân hận tham lam bực tức giận hờn của mình mới là chiến công oanh liệt. Đây là kinh Pháp Cú Phật dạy mà. Ủa nãy giờ nghe hiểu sao ngồi im re ta? Thực sự ở đây nói nhưng mà bắt đầu đang trên tiến trình làm, có cái làm được, có cái làm chưa được, chứ không phải giỏi giắng gì lắm đâu. Phải thừa nhận là vậy. Những cái vọng tưởng vi tế bên trong nó kinh hồn lắm. Nhận nó làm con, nhận nó làm mình ngay, kinh lắm. Không đơn giản với nó đâu, thấy không?